Chị ăn dây đây để cho hai ông quay lại để làm kỷ niệm. Bỏ ra con, bỏ ra. Bà cứ ngồi ạ. Con giữ như cái ghế gọi đổ ra. Mình hoạt động của đây. Cho ghế sát vào cho bà ngồi. Rồi bà ngồi xuống đi. Bà cũng cho đỡ à? Để bà tập khỏe. Nhưng mà quay gần mình mới sát vào bà chứ chưa. Cô Yến quay tư thế tương sau cái gì này. Để tóc bay vào. Cái phỏng dầu nó mới là nhớ rồi. Cái này là tay của bà rồi, tay của bà to rồi, tay của bà. Con cắt ngắn ngắn tí rồi nó mát. Ngắn thì sát vào da đầu rồi con. Sát vào da đầu cơ. Trong mấy ngày rồi. Còn quay nó cứ đây đây nào, đây đây cứ cứ quay lên đây chậm. Mũi giúp vào tóc của bà. Đầu bà có cái u gì đây? Đây nó ấy là đây. Đây nó mọc ra đây. Đây à. Đau không ạ? À? Bà ngạn nữa. Coi như là bà dây ở tay bên máy rồi. Máy nó dây à. Chúng nó khỏi rồi. Cắt. Nó ấy tập ở chỗ đây. Đúng vậy, cứ phải cắt bớt như vậy chứ đừng cắt tôi đi. Để không có cuối năm nha, nó nhìn nữa đấy, vậy là mà ông vẫn thích bà đẹp tí. Ông vậy chứng tỏ rồi. Thích bà đẹp đi, đẹp. Không thích bà cắt tụi. Đẹp đi là tôi cho bà phải để tí tóc thôi để cho nó mát. Cho ông ngắm. Trời ơi, bay tóc. Chọn đi chứ. Anh à. Anh. Bà biết ai không? Cầm nó đâu. Vào đây. Bà không nhớ con à? Chi, bà nhớ. Bà chi rồi. Ông bên đấy rồi anh ạ. À. Anh hai anh sang đi. Bạn vừa chi đến trưởng đấy ạ.
Nhìn tóc được không? Gọn gàng luôn này. Hay còn gọn đi tí nữa. Còn đẹp não lắm. Thế mà nhìn tay của bà này. Nhìn cái tay to này. Tay này là... Đâu có làm tướng gì đâu. Tắc là tay này là phúc đức phúc hậu lắm này này. Là... Làm, không làm tướng gì hả bà? Thì giờ làm tướng còn gì nữa rồi. Giờ làm tướng thì ngồi đây biết bao nhiêu con cháu đây còn gì nữa. Thì chẳng làm tướng còn gì nữa. Đây là tay này. Đấy. Đấy. Đang rung hết rồi bà. Nói chung như nó rung ra một cái. Đấy. Chẳng đau gì thế. Nhưng mà bây giờ thì rung là nó thương máu nó không thật chân y dần mượn. Cũng đỡ rung hơn trước rồi gì? Nhưng mà cái số bệnh nàng rồi còn là cứ còn xin bà khóc chán là bà rung và đấy không được. Làm gì mà phải khóc cũng bà buồn rồi bà không đứng lên được và đi giải đi giống mê thì bà cứ xin chú đã ông bỏ suốt một ngày kia suốt từ lúc 1 giờ cho đến 6 giờ nên ông đi đâu ông thắng nhà cô thơ mấy mà cũng về cô ở đi chủ về nhục nhã đấy ông đi suốt ngày mà ông hỏi được mà ông không biết tôi không đâu mà không đứng lên được. Ông vài tiếng ông về ông nói như vậy ông cho tôi đứng lên thì chứ tôi có cần thì ông mới dắt tôi lên. Nói chung là cứ có ông là tôi yên tâm rồi đúng không? Nó buồn mà lại chỉ muốn ra chơi với mẹ chỉ muốn ra chơi thì ông ra chơi với mẹ con như vậy không như vậy mà mẹ con ở nhà mẹ con bóp lắm chứ thì ông mẹ con rồi bóp đấm cho bà chứ mẹ con nói to nói chuyện với nhau thì nó không vui đấy. Ở trong đất nhà Chúa này thì đúng là Chúa phù hộ cho nón vào ấm áp yên tâm yên lòng bà nhỉ. Khi đây ngẩng mặt nên là nhìn thấy Chúa rồi đấy. Ý đồ của ông ấy là ông làm nhiều hang đá như thế này là để cho bà nhìn thấy cái độ ấm áp đấy. Đấy, con thấy này toàn hang đá toàn Chúa với ông thánh này. Con không lấy nước nóng à? Nước ấm ấm mà. Nó không kịp nóng ấy.